con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn
con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chim bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới đầu nào. Cha dạy chúng con và các cháu tưởng chừng năm tháng trả nợ. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách dòng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đời trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thư. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Vóc dáng cha mới cao đẹp làm sao, một chặng đường dài mất 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, cao đẹp quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã qua, chất chồng những vui buồn chăn trở, cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng, cha đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn, vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu, những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con cha vất vả tảo tần. Xin mời đoàn nhạc của giáo sư Đồng Giám. Xin kính mời các đồng chí hãy an toàn cho đi tổ. Thưa đồng bào, giờ đây tôi cử hành nghi thức làm phép tang, sau đó sẽ cử hành nghi thức tâm lễ cho cụ Trương Thanh Minh. Chúng ta hãy hợp ý để xin Chúa nhờ lời bầu cử của Thánh Đa Minh Quan Thành cho cụ Trương Thanh Minh sớm được về gặp nhà Thánh Chúa. Tôn danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tiên tri Isaia: Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn lụa trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người.
vì người đã phán như vậy, và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Cha là Đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và thanh toán chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những ta cuộc này, để những người trong thân phận tan biến chúng con khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương phấn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tan biến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, ta phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con, còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của nỗi lòng kẻ ở người đi. Nhưng với những người tin vào Chúa Kitô đấng đã tử nạn và phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng thanh sạch vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà tất cả chúng con đã được lãnh nhận trong ngày chịu phép vừa rồi, để trở thành con người mới, trở nên chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tang quyến chúng con khi mọc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha là lẽ sống, là sáng nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền, và luôn sẵn sàng cách thức chờ đón giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tản niệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho cụ Đa Minh mới qua đời. Xin chúc ban thưởng cho cụ Đa Minh sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ để tiến vào cuộc sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không thể tiêu tan. Cuộc Đa Minh đã được chịu phép rửa, đã bởi sự đời sống vinh hạnh ngay những quả sống ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc Đa Minh, hy vọng cuộc Đa Minh được hưởng vinh quang cuộc sinh với Đức Kitô. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin thánh hóa người anh em chúng con đây, kẻ trong cuộc sống trần gian đã đi kể vào Cha, đã phó ác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh em chúng con đây được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa anh chị em, đứng trước khi hàng người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta, vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã trỗi dậy từ con chết thì không bao giờ chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, cụ Đa Minh là người thân thích đã lìa bỏ chúng con,
xin cho cùng Đa Minh mau được về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc tốt mà cùng Đa Minh đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và bằng được những người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận tha thứ mọi lỗi lầm mà cùng Đa Minh đã chót say phạm vì yêu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của cụ Đa Minh luôn đi sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của cụ Đa Minh đang làm chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng mong sẽ đến với Chúa Giêsu cùng với người. Chúng ta hãy thưa lên rằng: Trên trời xin Cha cho chúng con hôm nay. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này thì sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi trú ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Người con đã dâng cho Ngài trọn đời con đưa. Cha sẽ đã gọi cụ Đa Minh ra khỏi thế gian này về với Cha. Xin cho người con Cha đây, ngay từ giờ phút này, được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha, xin được vinh quang phục sinh với người Cha tròn. Chờ ngày thân xác phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trọng kính Cha xứ, trọng kính Cha giáo xứ làm ăn, thật vinh dự cho gia đình chúng con. Hôm nay Chúa đã gọi bố chúng con về. Trong một thế kỷ qua, bố con đã sống với mảnh đất đồng giá yêu thương này, đã cùng với tất cả nhiều lớp người để xây dựng, gìn giữ, củng cố giáo xứ đồng giá. Nay Chúa gọi bố con về, chúng con được quý Cha, được tất cả mọi người đến đây để dự lễ khâm niệm và cầu nguyện cho bố con, đại diện cho mẹ con cùng tất cả anh em chúng con. Chúng con xin cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn quý Cha cùng tất cả mọi người. Xin quý Cha cùng tất cả mọi người hãy luôn cầu nguyện cho bố con. Con xin cảm ơn. Gia đình Nguyễn, gia đình Nguyễn Thủ,
Chúa bảo vệ đời sau. Hôm nay trong những lần hiệp thông, anh em một chúng con là gồm có khóa K2000 cũng như nhóm 4 là bạn của cha Đa Minh Nguyễn Thế Hương, ngày đang học tại Roma. Hôm nay anh em một chúng con lên đây để cùng phân yêu và chia sẻ với gia đình và với niềm tin của Đức Kitô Phục Sinh, với tình yêu thương nhân từ bao dung của Chúa. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa sẽ đón nhận linh hồn của cha Đa Minh về hưởng nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nhân lễ lắp bộ toàn phương hoa phương của đất, cầu kinh của Chúa, hóa thương của Thầy, tâm thương thật dễ thương, thiên đạo hộ hộ nhân lời cầu nguyện. Thế thì, của đoàn tham gia đang hai nghìn và năm nay và hôm nay xin cảm ơn Thầy. Khi con bé thơ cha bồng cha bế nâng, cha cõng trên lưng, cha làm yêu lừa con. Một nắng hai mưa gia đình cha gắn hai vai, cho mẹ cho con cho cả. Học lễ hậu là học viên, ngồi suốt đêm thâu những lần con ốm con đau, thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là vầng thái dương gọi cho con bước đường. Cha là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Cha người thầy dẫn con dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn. Theo ngày tháng trôi lưng cha cầm mắt kém tay run, cha cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu con, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nâng đời con. Thank you.
kính thưa hương hồn cụ Đa Minh, thưa các quý cùng cộng đoàn dân chúa, mỗi khi chúng ta tiễn đưa một người thân yêu trở về nơi mình phát xuất ra là tiễn đưa một cuộc hành trình cho một kiếp con người trong dương thế. Sự ra đi của cụ đã để lại cho gia đình, con cháu, họ hàng, cộng đoàn dân xứ và tất cả anh chị em làng xóm một nỗi buồn mất mát. Nhưng trong suốt quá một thế kỷ, cụ đã hy sinh, cụ đã đón nhận, cụ đã chia sẻ và cụ đã từ bỏ. Sự hy sinh đó đã được Chúa tôi luyện và ngày hôm nay Chúa đã gọi cụ về nơi mình phát xuất ra. Không mất nhưng chỉ đổi thay.
các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, cùng anh chị em thân bằng về xa. Thưa thân nhân gia đình tang quyến, được tin cụ Nguyễn Thế Vạn không còn nữa, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Thiên Hương cùng công tác với anh Nguyễn Thế Tăng, con trai của cụ, nhận được tin buồn, chúng tôi về đây thành tâm kính viếng, cầu mong cho hương hồn cụ được thanh thản, mát mẻ nơi suối vàng. Thank you.
ngần đần xá gì thấm, tình cha nghĩa mẹ vô ngần, làm sao báo đáp xứng cân một đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng chúng hôm nay lễ dâng tràn hòa, con khóc cho cha kỷ niệm ngày xưa bên cha tha thiết, hình bóng cha yêu gợi nhớ con người. Bàn tay cha ban phát thương yêu, bàn tay anh cầm tha thứ bao dung. Cuộc đời lẻ loi cha thương đưa lối, đời nhớ ơn cha cầu Chúa cho cha. Vươn tay kêu xin Chúa hỡi đói nhìn, hương kinh hôm nay nước mắt dâng đầy, lời cầu bình yên cho người thân yêu mến. Ra về khoan nhân thương tha lỗi lầm, tiếng vui hoan ca kính Chúa thiên thà. Tình ngài dịu êm chốn thiên đàng bình yên. Bay cao vành tan tang buồn, con nhớ thương mẹ, mẹ vì đàn con hy sinh khuya sớm. Lời thánh ru em mẹ hát đêm đêm, bàn tay dịu dàng săn sóc bao che nụ hôn thơm nồng. Con nhớ con mong ta từ mẹ đi, đau thương khôn ví cầu Chúa thương mẹ, lạy Chúa thương mẹ. Đôi vai cuộc đời bề dâu bên nhau sánh bước, giờ cách xa nhau lạnh giá thương đau. Mình em trên đời bên cháu con côi, cỏ xanh mây trời chia cách đôi nơi, chờ ngày đoàn viên bên nhau miên viễn. Ngàn nhớ thương nhau cầu Chúa cho nhau. Vươn tay kêu xin Chúa hỡi đói nhìn, hương kinh hôm nay nước mắt dâng đầy, lời cầu bình yên cho người thân yêu mến. Ra về khoan nhân thương tha lỗi lầm, tim vui hoan ca kính Chúa thiên tòa. Tình ngài dịu êm chốn thiên đàng bình yên.
gia đình đặc biệt. Giáo sứ hôm nay đang cầu nguyện cho vị trương đang minh cũng là củ cố đang minh. Chúng con rất đau buồn bởi vì đã mất đi một cây cổ thụ đức tin, bậc lão thành về đức tin, đời sống đạo đức trong giáo xứ. Những người đã sống với giáo hội trong những biến cố thăng trầm, đã đồng hành với giáo hội trong những vui buồn và vẫn trung thành với Chúa và giáo hội. Có những lúc hoàn cảnh khó khăn, thử thách, tưởng chúng ta cũng không nên nhắc lại những đau thương ấy, nhưng mà cụ Trương Nam Minh vẫn trung thành. Và giờ đây chúng ta xin Chúa Giêsu hãy nhìn vào đời sống, nhìn vào những công lao vất vả, những sự đồng hành với giáo hội của cụ Trương Nam Minh. Và Chúa sẽ nói rằng: hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào mà hưởng phúc lộc đã dành sẵn cho con. Chúng con ra đây vừa thương tiếc, vừa tri ân và vừa nhắc nhở mỗi người đến nơi đây phải sống và phải trung thành với đức tin khi mình được chịu phép rửa tội. Dù hoàn cảnh xã hội, dù những cám dỗ của thế gian, dù những bắt bớ, nhưng đã chịu phép rửa tội phải trung thành với Chúa. Và con và thánh thần. Xin Chúa nhìn đến những công lao vất vả của cụ mà thường công cho cụ trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì lời Đức Mẹ Maria Mân Côi và các thánh, thánh Gia Minh truyền cầu, cùng những kết quả công việc tốt đẹp mà các ngài đã giúp nảy sinh trong đời sống cụ Trương Gia Minh, xin Chúa đón nhận cụ Trương Gia Minh như một công trình khiến Chúa được thỏa lòng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Cha chúng con. Lời Cha, chúng con cảm tạ Cha đã đến với đời sống chúng con, khiến đời sống chúng con bước vào một kỷ nguyên mới và ngày ngày được biến đổi để tiến dần đến mức tốt lành, sáng tươi hơn. Nhờ đó chính cái chết của chúng con cũng đổi thành giờ hân hoan, vì nó đánh dấu một mức khả quan cho công trình đào tạo uốn nắn của Cha nơi chúng con. Xin Cha ban cho chúng con và cho cụ Trương đang bên đây đạt được tới ơn cứu độ mà từ đời đời Cha muốn ban cho chúng con và muốn đưa chúng con tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính Cha xứ, kính thưa ban hành giáo, kính thưa các cộng đoàn đạo đức, kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, kính thưa tất cả các quý vị thượng khách xa gần. Tối hôm nay là tối đầu tiên Cha xứ, ban hành giáo cùng các cộng đoàn đạo đức đã về nhà gia đình chúng tôi để dâng lời cầu nguyện và xin Chúa thương và cho linh hồn của tôi được về nơi an nghỉ. Kính thưa Cha, trong suốt thời gian bố con nằm trên giường bệnh, cũng như bố con đã trút hơi thở cuối cùng về cùng Chúa, Cha xứ, ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức đã đến thăm viếng, chia buồn và đặc biệt đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho bố con. Giờ đây, con thay mặt cho mẹ con cũng như tất cả anh chị em trong gia đình chúng con xin cúi đầu cảm ơn Cha xứ, ban hành giáo cùng tất cả mọi người đã về đây
để cầu nguyện cho bố con. Con tin rằng qua lời cầu nguyện của cha xứ, ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức cùng thể và mọi người thì Chúa sẽ nhận lời và cho bố con được về hưởng thánh nhan Chúa. Kính thưa linh hồn cụ cố Đa Minh, kính thưa gia đình hiếu chủ, kính thưa tất cả các quý vị đã đến viếng cụ hôm nay. Hôm nay huynh đoàn và gia Đa Minh về đây để viếng cụ, những nét hương thơm để dâng đến Chúa và xin Chúa thương cho cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Chúng con xin chuyển lời thư chia buồn của tỉnh dòng Ba Đa Minh Việt Nam, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, kính gửi tăng quyến thuộc giáo xứ Đồng Giá. Kính thưa quý vị, chúng tôi được tin cụ Đa Minh đã ăn nghỉ trong Chúa vào hồi 19 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2013. Quý cha trong ban đặc trách huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, ban thường vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam xin gửi đến quý tăng quyến lời thăm hỏi chân thành nhất và xin chia sẻ nỗi niềm thương tiếc vô hạn của quý tăng quyến trước sự vĩnh biệt người thân cũng là ân nhân của huynh đoàn tỉnh dòng. Kính thưa tăng quyến, khi còn sinh thời, cụ Đa Minh đã tự nguyện giúp đỡ công của cho huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. Nhờ tấm lòng quảng đại đó, chúng tôi mới có điều kiện thuận lợi về thi hành sứ vụ tông đồ. Huynh đoàn giáo dân Việt Nam xin chân thành tri ân. Về phía huynh đoàn tỉnh dòng, chúng tôi xin lễ cầu nguyện cho linh hồn cụ Đa Minh theo lời quy dành cho quý ân nhân, đồng thời thông báo rộng rãi trên nội san chia sẻ tin mừng để anh em Đa Minh trên toàn quốc hiệp ý cầu nguyện. Ngoài ra, hàng tháng và những ngày lễ quy định trong năm Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, lễ Thánh Catarina, lễ Thánh Đa Minh, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, lễ Mân Côi, lễ các đảng linh hồn và các thánh tử đạo Việt Nam và ba lễ dỗ dòng ngày mùng 7 tháng 2, mùng 5 tháng 9, mùng 8 tháng 11, cha đặc trách sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý ân nhân khi còn sống cũng như lúc đã qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa là cha vô cùng nhân hậu sớm đưa linh hồn cụ vào nước Chúa và hằng gói thương ban ơn nâng đỡ cho mọi người trong tang quyến. Tính dòng ngày 26 tháng 10 năm 2013, cha đặc trách cha Đa Minh Nguyễn Chấn Hưng. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi
cha vội ra đi, con biết sao đền bù.